Em Trâm xin được gửi lời chào tới toàn thể quý khách hàng. Và trong video clip này, em mời các bác xem về cái chiếc xe Honda Civic của bên em các bác nhá. Đấy. Honda Civic giá rẻ đây. Chỉ với tầm tiền anh quanh các bác bỏ ra là nhô 200 triệu một chút thôi. Đấy, như mẫu này thì thường bên em vẫn bán là 201, 202. Và chiếc xe này cụ thể ở mức giá như nào, các bác nhìn tiêu đề cho em và alo trực tiếp bên em nhá. Đấy, con này vẫn biển 4 số Hà Nội đấy các bác này. Chưa thay biển và chưa thay đăng ký lần nào, vẫn chính chủ từ đầu sử dụng các bác nhá. Chiếc xe hoàn toàn là không có bị thứ nhất là lỗi này, và không qua taxi hay không qua dịch vụ này. Đấy, chiếc xe gia đình chuẩn, cho nên là chất lượng của nó vẫn đến bây giờ đấy ạ. Chất lượng của chiếc xe đến bây giờ vẫn còn cực kỳ là tốt các bác nhá, rất tốt luôn. Có vài cái có một vài vị trí thì nó hơi xấu một chút, bị cái na răng này, riêng con na răng thì hơi xấu một chút các bác nhá. Đấy, về thì em một là em sẽ thay cho các bác, hai là các bác về mình tự thay đấy, vì thay cái ốp na răng này nó cũng rẻ thôi, nó cũng rẻ thôi các bác nhá, hoặc là mình có thể lên một bộ na răng đúc. Đấy, cặp đèn pha của xe còn rất là chuẩn này, rất là trong đúng không ạ? Đấy, sơn xi bóng đẹp. Đấy, với tốc sơn của xe rất là bóng luôn, không mục mọt các bác nhá, máy số ngon nhá. Đấy, lốp nắp của xe vẫn còn rất là dày. Đấy, và bây giờ thì em sẽ quay các bác xem nội thất bên trong trước để các bác thấy được là chiếc xe nó đẹp như thế nào. Đây, nội thất bên trong đây. Chiếc này bản số sàn máy 1.8 nha cả nhà nhá. Đây, vô lăng đây. Đấy, vô lăng còn khá là đẹp luôn đúng không ạ? Có túi khí nằm ở giữa vô lăng. Bên kia cũng có một túi khí nữa nhá. Đấy, ghế da đấy ạ. Là một loại chất liệu da cao cấp các bác nhá. Đấy, chất liệu da cao cấp. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Đấy. Loại da tốt thì đây mình nhìn đây. Nhìn đây mình sẽ biết được có tốt hay không đúng không ạ? Thì em sẽ đi từng chi tiết một đi. Đấy, từng chi tiết một đi các bác nhá. Mình cùng xem cùng em đi chi tiết này. Bếp canh cửa đây, keo chỉ vẫn còn này. Đấy, lòng trong móc khóa các thứ sáng đẹp này các bác này. Đấy. Rất là bóng, rất là sáng đúng không ạ? Và đây này, đây, móc này rất là sáng này. Các bác có nhìn vào một số những cái vị trí như vậy thì mình cũng đánh giá được phần nào đấy về chất lượng của chiếc xe. Đây, gioăng cửa đây. Gioăng cửa rất là đẹp đây. Táp bi táp lô tươi. Cực tươi mà cực sáng luôn. À, vị trí này là vị trí da xịn cao cấp của chiếc xe các bác nhá. Đây, tổng nâng hạ kính của xe đây. Đây, âm thanh. Loa đài âm thanh của bắt đầu còn nguyên bản theo xe nhá. Các bác thấy sàn của xe thì vẫn giữ được sàn nỉ zin đấy, nhiều con là không còn giữ được sàn nỉ zin đâu, con này của em vẫn giữ được sàn nỉ, còn rất là sáng luôn các bác. Đấy, cùng tắp mô tắp đi của xe sáng. Đấy, các bác có thể nhìn qua video clip này của em, đồ nhựa bên trong đẹp nhá. Đấy, trần nỉ sáng các bác nhá. Đây, tôn vỏ đây. Đấy, đây các bác nhìn này. Đây, mép cánh cửa tiếp theo. Đấy, các bác có thể xem. Đấy, những con EQ, những con VIP được bắt ở cái phần khóa này này các bác nhìn này. Đấy. Đấy. Vẫn còn sáng đúng không ạ? Nó không bị han và nó không bị ố đúng không ạ? Đây, rất là căng đẹp. Đây, các bác nhìn đấy, rất là căng luôn. Đây, móc khóa này, tất cả bốn móc khóa của xe đẹp như này nha các bác nhá. Đây, chỗ này là đen là do đây, một cái lớp mạ bên ngoài thôi, mình có thể là mình cạo đi. Đây các bác nhá. Đây, chỗ này là ẩm nước này, nãy lau đi là chưa hết các bác nhá, rửa xe là vẫn còn dính nước ở đấy. Bộ ghế da thì các bác có thể nhìn thấy là rất là đẹp, không bị kém và da tốt nhá. Đấy, da tốt, da xịn. Những cái chân ghế của xe là không bị han này. Đấy, và những cái đồ nhựa ở phần chân ghế của xe là vẫn còn nguyên này. Phía sau trang bị đôi loa. Đấy, đôi loa này là đôi loa đập hay nhất trong tất cả những cái loa, trong tất cả những loa khác ở trên con xe này. Đấy, gioăng cửa đẹp này.
Dapni Tapno sáng tươi này. Da đẹp đây các bác nhìn này. Đấy, da đẹp này. Đây những con bu lông ở đây vẫn còn rất là sáng này. Bụi nhá, vị trí này là trong này là bụi này các bác này, bụi bẩn thôi. Còn đây các bác nhìn cho em những con bu lông này, đẹp chưa? Đúng ạ. Vẫn còn rất là sáng luôn. Đấy, chấm sơn vẫn nguyên này các bác này. Nòng trong vẫn là sơn zin nhá. Đấy, gioăng cửa đẹp này. Các bác thấy này, gioăng cửa này. Gioăng xịn đấy ạ, gioăng loại tốt nhá. Gioăng loại tốt. Dòng này tôn vỏ rất là dày, rất là cứng. Vì đây là một mẫu xe phân khúc hạng C. Đấy, phân khúc hạng C mà. Tôn vỏ thiết kế ra rất là dày dặn. Và chạy cái dòng này thì nó sẽ có cái cảm giác là rất đầm lái này. Đấy. Lái đầm này và ngồi bên trong nó cũng cách độ cách âm cái ồn của nó cũng sẽ tốt hơn so với một số những mẫu xe khác cùng phân khúc các bác nhá. Cùng phân khúc. Đây, phía đuôi đằng sau đây. Form dáng của mẫu xe Honda Civic đến bây giờ từ năm 2007, 2008 đến bây giờ mà cái phần form dáng nó cũng vẫn còn rất là dữ, không bị kém đúng không ạ? Và không bị mất mốt. Đèn của xe còn sáng đẹp đây. Đấy, nước sơn bóng nhá. Rồi, cam đùi đầy đủ ạ. Cam đùi nhá. Đấy, biển đây. Biển rất là đẹp. Các bác về Hà Nội thì ok rồi đúng không ạ? Đấy, đèn đây, đèn đẹp các bác này. Trong đúng không ạ? Sơn đẹp nhá. Sơn đẹp. Về mình không phải đầu tư gì về nước sơn đâu. Và thậm chí như tổng thể chiếc xe là chiếc xe này là về mình cũng không phải làm gì. Bên em sẽ thiết kế cho các bác một bộ na răng khác các bác nhá. Bộ na răng này thì nó không được đẹp lắm thì bên em sẽ thiết kế cho các bác bộ na răng khác. Bộ na răng khác. Đấy, các bác nhá. Kính của xe đây. Kính đều là kính zin nhá, kính 2007 này và được dán 3M bên ngoài. Nhìn bên trong thì sẽ không thấy đâu vì đây là một loại dán kính đen các nhá. Đấy, nóc đây. Đấy, vỏ đẹp. Không mục mọt các bác nhá. Tí nữa quay khởi gầm nữa cho các bác xem luôn. Và về vấn đề lỗi đâm đụng va chạm thì các bác hoàn toàn yên tâm, bên em kiểm tra rồi, không có lỗi đâm đụng va chạm đâu nhá. Đấy, chỉ gọi là quẹt một chút thôi, không đáng kể đâu. Quẹt là phần da bên ngoài đấy, vỏ da bên ngoài đấy ạ. Vấn đề đấy thì không thể tránh được so với một chỗ một chiếc xe ô tô cũ đi ra ngoài đường đúng không ạ? Tiếp tục này. Tiếp tục đây, các bác xem cho em. Nhiều con xe này, vị trí này nó bị rách rồi, nó bị xứt hết những cái mép này rồi. Đấy, các bác nhìn này, xứt hết. Nhiều con là bệnh đi rồi, những con này của em là con xe của em là không bị làm sao cả này, vẫn rất là phóng phao này, rất là sắc, cạnh nó vẫn còn rất là sắc nét này. Đấy, đúng không ạ? Da này, đồ da của nó này. Đấy, đồ da của nó chưa bị bọc lại nhá. Nhiều con em chia sẻ với các bác là nhiều con đấy ạ, là người ta bọc lại cái phần da này rồi. Đấy, vì nó bị rách, vì nó bị kém là người ta bọc lại rồi, con này của em vẫn còn nguyên luôn. Đây những cái ngoàm khóa móc khóa của xe này các bác nhìn này, những con bu lông này. Đấy, đây rất là sáng đẹp đúng không ạ? Đấy, và đây có cái vị trí móc khóa bên trong rất sáng này, nó trắng chính là nó cũng vẫn còn vàng đúng không ạ? Ok chưa, em quay kỹ như này luôn. Đây các bác nhìn cho em nhá, đẹp chưa này, sáng này, không bị mất màu, không bị ố, không bị xỉn màu nhá, không bị han nhá. Cái con bu lông đây là cũng chưa bị tháo nhá. Đấy, gioăng cả bộ xe thì đây các bác nhìn cho em là vẫn còn rất ok. Và đinh bên trong nhá, tất cả đinh tán này nhá còn nguyên hết đấy. Đấy, đảm bảo bảo hành cam kết cho các bác luôn. Vì không bị đâm va gì cho nên là những cái đinh này nó còn nguyên các bác nhá. Những cái đinh mà nó mất thì chắc chắn điều rằng là sẽ bị va chạm đâm đụng rồi đúng không? Nếu mất càng nhiều là tai nạn càng nặng các bác nhá. Đấy, chia sẻ của bác là kinh nghiệm như vậy. Sàn đây. Đây, sàn đây các bác này. Đây, lì cả bộ luôn này. Đây, lì đẹp chưa? Đó. Về mình thêm bộ lót sàn lên trên nhá, để cho nó đẹp. Đây, bách đây. Đây, ghế đây. Côn và số này,
rồi về hệ thống lái này, hệ thống phanh của xe là ok nhá, bên em test rồi, kiểm tra rồi. Đấy, đồ nhựa ở đây, đồ nhựa ở cái phần cửa gió đây, các bác nhìn này. Đấy, xung quanh này không có nút cậy, không có nút bị xước đúng không ạ? Bình thường nhiều con nó có nút, có những nút cậy này rồi. Đấy, các bác nhá, đây thế này, con này chỗ này thế này. Đấy, không có bị cái nút xước gì, sẹo gì. Đấy, túi khí, màn hình cam nồi. Đấy, có mình có thể là kết nối mạng rồi đây bluetooth và có thể là nghe đĩa, nghe USB rồi nghe thẻ các bác nhá. Hệ thống điều hòa xe đây, điều hòa lạnh rất là sâu, có cả chế độ nóng. Đây là mình để đồ này, đây nữa này, cốp đồ này to rộng, đây cốp đồ nữa này. Chìa khóa xịn nguyên của chiếc xe Honda Civic nhá. Đây, chìa khóa nó vẫn là chìa khóa xịn nhá, vô lăng đây. Đấy. Đây là đồng hồ báo xăng, báo nhiệt độ và báo km. Đây, chân lý đây và đèn đây, đấy, các bác thấy này, chân lý của xe vẫn còn sáng căng các bác nhá. Đấy, tem nguyên này. Đấy, như vậy thì phần này cũng đã quay xong, lốt cho các bác mình ngắm phần này. Đấy. Từng chiếc xe của bên em đều được quay kỹ như vậy các bác nhá. Cho dù là mình ở bất cứ đâu, ở bất cứ tỉnh thành nào, mình vẫn có thể là mua được xe bên em. Chỉ cần là nhìn qua video hình ảnh thôi thì các bác cũng đã nắm được cái tình trạng của chiếc xe nó đẹp, nó xấu như nào rồi, đúng không ạ? Chỉ cần như vậy thôi. Về cái vấn đề là những cái vấn đề là kỹ thuật như là máy số này, máy số gầm bệ, những cái mà các bác không nhìn thấy thì bên em cũng sẽ có sự là đảm bảo và cam kết cho các bác nhá. Những cái vấn đề mà lỗi đó, đây các bác nhìn cho em là vẫn còn chấm màu vàng này, đây rất là sáng này, đây này, vách thì nó có hơi bị bẩn. Hôm nay em ra ngoài biết làm sao tự nhiên lại bị ho, bị hắt xì hơi các bác ạ. Bây giờ bị ốm không đây. Dạ, tiếp tục nha, tiếp tục nha. Em quay gần một chút ở cái phần ghế. Đấy, ghế này. Các bác nhìn ghế trước, ghế sau đều là loại da xịn như này các bác nhá. Bác nào hiểu về da nhìn vào đây mình biết là da xịn hay là da đẻo ngay, đúng không ạ? Các bác khi mình xem xong thấy chiếc xe phù hợp thì gọi điện cho em theo hai số điện thoại là 093 8586 307 và 0389 000 555 các bác nhá, hai số mà bên em dùng chính. Một số phụ nữa nếu các bác mình không liên hệ được thì mình hãy liên hệ cho bên em theo số nữa là số 0335 838389. Đấy là số thêm của bên em, các bác mình có thể là kết nối để được tư vấn thêm. Tại vì là hai số là nghe đôi khi không kịp đấy ạ, thì mình hãy liên hệ cho bên em theo số đấy nữa nhá, để được sao mình gặp tư vấn viên. Đấy thì bây giờ em sẽ quay phần bên ngoài để mời các bác mình xem đây. Đấy, cặp đèn pha nha các bác, cặp đèn pha ở xe này rất là trong này. Đấy, nước sơn này, soi được gương luôn, soi được gương luôn đúng không ạ? Vỏ xe đều đẹp nhá, không lỗi đâu, vỏ của nó hoàn toàn là không lỗi nhá. Đăng kiểm tháng 11 năm 2021 này. Hiện tại thì các bác đang thấy em đang di chuyển và hướng tới cái phần bên ngoài. Đấy, chỗ này em quay rồi thì em sẽ lướt qua thôi. Đây, sơn xi bóng đẹp. Lốp của xe đây nhá, lốp của xe này vẫn còn vậy các bác nhá. Đấy, la răng này thì các bác về mình có thể sơn được, nhìn thôi có sơn được, nhưng mà có cái la răng ở trên kia thì nó bị vỡ một miếng các bác nhá. Cái la răng này nó bằng nhựa thôi, đây la răng này nó bằng nhựa này. Đấy, lúc mà la răng lúc thôi, về mình có thể độ la răng lúc lên mất tầm khoảng 3-4 triệu, 3-4 triệu là mình có bộ la răng lúc rồi. Vâng, ok anh. Đấy, sơn xe đẹp này, soi gương này, tôn vỏ này, đấy vỏ này các bác nghe này, ok chưa? Không lỗi mà đúng không ạ, không nói không bị bả mà.
cho nên nó được như vậy các bác nhá. Ok ạ, bây giờ thì em đóng cửa lại. Đấy, chỗ này quay rồi mà, đúng không? Mời các bác xem lốt phần vỏ bên ngoài của chiếc xe. Bác mình xem thêm. Đây, cái đa năng này nó bị vỡ một miếng này. Đấy, nó bằng nhựa mà các bác, nó bằng nhựa mà. Thì về mình thay cái đi nhá. Thay cái đơn giản thôi. Đấy, mất có cả bộ này có mất 1 triệu thôi. Cả bộ 4 cái luôn, mới tinh luôn các bác. Đấy, chiếc này thì chia sẻ với bác là mới về buổi sáng hôm nay và em cho vệ sinh. Đấy, còn cái này thì chưa lấy về được này, đang bận chưa lấy về được các bác nhá. Đây, đèn đẹp này, đúng không? Đấy thì em cũng đã quay xong phần vỏ bên ngoài nữa rồi. Và các bác xem gầm cho em luôn nhá. Đấy, gầm đây, các bác nhìn này. Đây, gầm đẹp này, gầm sáng này. Hoàn toàn không bùng mọt. Hoàn toàn nó không bùng mọt nhá, đây các bác. Máy động cơ các bác nhá. Cửa đóng êm, rất là chắc. Đây, máy của xe đây. Máy đây, các bác nhá. Động cơ 4 máy này. Đấy, và cục phanh ABS của xe đây, các bác nhìn này. Nó vẫn còn cái chấm sơn xanh đỏ tím vàng này. À, các bác nhá, máy đây. Máy khô đét luôn. Đồ êm ru. Cabo tem vẫn nguyên, tem này, nguyên hết. Keo chỉ này, con này, keo chỉ này. Phần lòng trong cabo thì tất nhiên hơi bẩn rồi, không tránh được, đúng không ạ? Keo chỉ đây. Vậy là chiếc xe Honda Civic này em đã giới thiệu, quay các bác mình biết về hình thức và cũng giới thiệu về thông tin, đúng không ạ? Các bác đang có tầm tiền loanh quanh 200 triệu mà mình muốn mua một chiếc xe sốt sàn về đi lại gia đình. Đấy, có xe mà kiểu ăn chắc mặc bền nhá, thì chiếc xe này là phù hợp đây các bác này. Tiết kiệm này. Đấy, vừa tiết kiệm chi phí sử dụng, tiết kiệm về nhiên liệu các bác nhá. Máy 1.8 chỉ tầm khoảng trên dưới 7 lít trên 100 km thôi. Và cái mức mà mình chi phí sau này bảo dưỡng và thay thế đồ nó cũng rất là rẻ các bác nhá. Đấy, đồ đạc bền bỉ. Dòng này đồ nó rất là bền, dòng Honda mà, đúng không ạ? Từ đây em quay cốp luôn cho bác xem. Đây, cốp bên trong này hơi bẩn tí thôi. Đây, nốt dự phòng nguyên đầy đủ nhá. Đấy, chiếc đốp đầy đủ nhá. Vâng, thì em đã quay xong, giới thiệu xong. Các bác liên hệ sớm với em để được tư vấn về những vấn đề mà các bác mình cần hỏi nhá. Như về thủ tục sang tên, vận chuyển, công chứng, ủy quyền. Rồi về giá cả. Đấy, các bác liên hệ với bên em để chốt một cái mức giá yêu thương, mức giá tốt nhất để mình mua sao không bị đắt, đúng không? Vâng, thì em xin cảm ơn và xin chào, hẹn lại các bác nhé.